hayzo.vn, website bán nick ngọc rồng, đồ ngọc rồng, dịch vụ ngọc rồng, hoặc là bán nick liên quân. Anh em có nhu cầu có thể vào chọn vòng quay số và ra zoom nick, giá cực rẻ, giao dịch cực nhanh. Anh em lên hayzo.vn giao dịch nhanh hơn nhiều cũng chẳng mặt. Hello anh em nha, chào mừng anh em đến với channel mình là nick nam 1 tỷ đây. Hôm nay admin update cái khí ga hủy diệt này thì mình cũng vào test thử. Mình đi cấp độ 5 nhá, vừa nãy mình đi cấp độ 30 rồi, nó bắn cho sấp mặt luôn anh em ạ, không phải đơn giản đâu. Để mình về nhà mình lấy cái cải trang Dracuna để nó tăng hút máu, chắc là mình nghĩ là có tác dụng với boss đấy anh em ạ, bởi vì cái cải trang này ở bản đồ kho báu nó cũng tác dụng với boss, mà cái này thì nó tương tự bản đồ kho báu thôi chứ nó cũng có gì đâu. Nhưng mà mình thấy một cái điểm mà rất là ok ở cái này ấy, là đi rơi rất là nhiều vàng anh em ạ. Đấy anh em nhìn này, nhặt một phát là được 500 vàng, mà đi với cấp độ 5 thì cấp độ 10, cấp độ 50 sẽ được 5.000 vàng, và cấp độ 100 sẽ được 10.000 vàng, tức là 10.000 vàng một phát nhặt. Anh em thấy phê chưa? Mà 10.000 vàng một phát nhặt nhá, mà với cái tốc độ rơi vàng mà nó kinh khủng tởm như này ấy, thì mình nói thật úp vàng ở đây bao phê luôn. Rồi mình phải bật khỉ lên để mình combo lại chúng nó, chơi lại chúng nó, ăn cái bổ huyết vào cho đẹp dai, à ăn cái cường độ vào cho đẹp dai. Đấy, có cái con, cái con về cỗ máy cùi, con ý mình cứ tưởng là nó là bot cơ anh em ạ, nó là tưởng nó là bot, vì nhìn nó to tưởng nó là bot, thì ra giống kiểu này Zada ấy, Zada kiểu thế. Ô đấy, rất nhiều cái con ý luôn anh em ạ, con cỗ máy hủy diệt, rất nhiều con cỗ máy hủy diệt luôn. Cái game mọc rồng của mình rất là kỳ anh em ạ. Anh em nhìn đi, có cả gọi là ninja rùa ở trong này. Cái game ngọc rồng nhá, mà nó có cả ninja rùa, mà nó có cả tôn ngộ không, có cả chu bát giới, còn có cả sơn tinh thủy tinh nữa. Ơ sao không được nhỉ? À đây, trên này nữa. Đấy, game tuy là ngọc rồng online nhưng mà rất đa dạng. Đấy, sắp tới là mình nghĩ là nó có cả Iron Man với cả người sắt người nhện các kiểu à. Mình lại thích thế, mình thích là nó ra con người nhện phát cho mình. Mình mê con người nhện với cả con người sói. Ô nát rồi. Ở đây. Đấy, rơi rất nhiều vàng luôn anh em ạ. Mình thấy rơi rất nhiều vàng luôn. Anh em đi úp vàng trong này ấy, thì mình nghĩ là rất là ok luôn đấy. Sao nó cứ bị nát nhỉ? Anh em úp vàng đây thì mình nghĩ là ok đấy. Anh em cứ thử vào test thử xem nào, tình hình xem là nó như nào. Ô, ở đây là Kun này anh em này, Corner ấy. Đấy anh em nhìn thấy, nhìn thấy không? Nó cũng bị giảm 50% sức đánh, giống như kiểu là ở trong bản đồ kho báu. À không, ở trong Corner thật, Corner thật ngoài đời, đấm rất là cùi luôn đấy. Có khi mình tí nữa mình phải nghiên cứu, nếu mà có nhiều quá ở cái bản đồ này, mình phải về mình lấy cái cải trang cho chúng nó sợ. Đi này úp vàng rất là phê, bởi vì rất nhiều vàng luôn anh em. Mà anh em phải hiểu là để mình về mình lấy cái cải trang, anh em phải hiểu là cái gọi là tự động luyện tập ấy, nó tích hợp với cả tự động nhặt luôn, thế nên là gọi là đi rất là nhanh luôn. Thì mình nghĩ là mình thì mình có 20 cái ác như thế này. Ác này chính là ác mà mình để ăn dương 11 ấy. Anh em hiểu là thế. Thế mà một ngày đi được 3 lần, cái 30 ác, à 20 ác thì mình đi được 60 lần. 60 lần mà mỗi ác là được 10 triệu vàng đi. Mỗi ác mình tính trung bình được 10 triệu vàng đi. 10 triệu vàng nhân 10 ác là được 300 triệu à? Thế được 300 triệu nó ngọt nhé, ngon. Tính ra ngọt sớt nhé. Mình đi mình mua cái khí ga ấy. À mình đi mình nhận cái khí ga ấy. Cái mà mình đánh con bản sao ấy là được ấy. Đấy mình đi mình lấy cái ý. Thế rồi mình vào trong này mình gọi là mua cái gọi là tự động luyện tập, nó tích hợp tự động nhặt luôn. Thế mình treo 10 hack thế. Ví dụ mình có BC nhưng mình không có BC thì mình treo 2 hack thôi nhá. Mình treo 2 hack một phát thôi. Treo 2 hack một phát. Thế nó tự đánh mà, đúng không anh em? Thế mình treo hai phát mà ác thế thì cũng phê nhỉ. Nghe chừng cũng nghĩ ra mà cũng thấy cũng giàu giàu đấy.
Đấy mình chỉ mới à lại ra map thường rồi. Map núi khỉ đây. Mình nghĩ thôi mà mình đã biết là giàu rồi chứ đừng nói là mình thực hiện. Nhưng mà mình nói đùa thôi, chứ cũng không biết là lượng vàng nó có nhiều không. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà lượng vàng mà như này ấy, thì cấp độ 100 nó rất nhiều vàng luôn, bèo cũng phải 10 triệu. 10 triệu mà anh em nhìn nghĩ đi, mình có hai mác như như thế này, ăn dư 11 thì bao giàu. Đấy, anh em thấy. Nhưng mà chắc là mình sẽ không đi bởi vì anh em phải hiểu là nó gọi là nó khá là trâu, mới cả không biết là nó có được nhiều vàng không. Nếu mà mình test thử, mình đăng video cho anh em mình test thử, mình đi với cả cái tự động luyện tập và mình chỉ để skin một là khỉ, hai là khiên năng lượng, ba là cái đấm thôi. Ở đây có bot này, có con bot Doctor Ni hay gì ấy. Con này để mình đấm sấp mặt nó cho anh em xem. Nó 50 triệu máu. Ôi thế này. À nhưng mà mình đi đến chỗ này là mình thoát ra luôn nhỉ? Nếu mà mình úp vàng mình đi chỗ này mình thoát ra luôn. Thế thì cũng nghe cũng ổn. Đi chỗ này là thoát ra luôn. Bây giờ nghiên cứu để mình nghiên cứu mình tính để hôm nào mình sẽ áp dụng cho anh em xem. Đây là mình nói trước cho anh em xem thôi. Nhưng mà mình nghi bị phi nám. Thế thì lại giàu quá, thế AD hay fit á. Nó mình đùa thôi. Chứ ăn của admin đâu dễ đâu anh em. Cái bản đồ kho báu mà admin fit gọi là trên dưới chục ngàn. Còn cái gì nhỉ? Cái doanh trại cũng fit rồi. Mà cái này cũng không trách admin được bởi vì không fit thì nó nát game mất. Không fit chắc chắn nát game, chỉ tầm khoảng 1 2 năm thôi là nát game. Bởi vì giá ngọc lên rất là ghê luôn nên mình đang bán giá 9.1 rồi. Mình chơi từ cái hồi mà giá ngọc giá vàng mà mình nói thật nó bán có 300 thôi, 10.000 anh em chỉ mua được 3 triệu vàng thôi. Từ cái hồi mà cái set nông đỏ là gọi là thằng nào đeo set nông đỏ thằng đẹp trai, nói chung là nhà giàu đẹp trai, nói thế cho nhanh. Thằng nào đeo set nông đỏ là như vậy rồi. Còn bây giờ cái set nông đỏ nhé, cái set nưỡng nông nghe chung còn bán vô shop thì đừng nói là cái set nông đỏ. Mình mà mở được đồ nưỡng nông mình còn bán vào shop ấy, cái đồ Kaio ấy, nhầm cái đồ Kaio chứ nhỉ, đồ Kaio mình còn bán vào shop ấy, đồ nưỡng nông không mở được cái sao ấy, thì nó rất là rẻ mạt luôn. Đấy mình vừa nhặt được cái cải trang Doctor Ni, cải trang khá là nhìn khá là chả bắt mắt một tí nào cả. Còn mình rất thích cái cải trang con đầu khắc men này nhé, mình thích cái cải trang đầu khắc men này, nhìn rất giống con đầu khắc men này anh em ạ. Nhìn không có tên, không có tên nhưng mà mình xin đặt tên cho nó, mình xin đặt tên cho nó admin, nếu mà xem được thì admin hãy áp dụng nó, đặt tên cho nó là con đầu khắc men. Đấy, nghe nó hợp lý, nghe nó giống mà. Để mình xin đặt tên cho nó con đầu khắc men, anh em gọi nó là con đầu khắc men cho mình, nhìn nó giống con đầu khắc men mà. Đấy anh em nhìn rất là giống. Nếu mà người yêu mình trong tương lai ấy mà nói là hãy miêu tả con người anh ấy, thì mình sẽ đưa cái hình ảnh cái con này cho nó xem, bao bao ngầu luôn, mình nói thật với anh em luôn, anh em cứ áp dụng theo phong cách mình, anh em cứ đưa cái này cho nó xem đây quá. Đấy anh em cứ đưa cho nó cái hình ảnh có cái cải trang này thôi, đây đơn giản anh thế này, anh là con người đơn giản đấy, chỉ có thế. Mình nói thật bao ngầu cho anh em xem luôn. Đây để mình đeo cho anh em xem đấy, cái cải trang này tăng 5% chí mạng sức đánh chí mạng 10% sức đánh. Ok, tăng 5% sức đánh chí mạng là như nào, tức là ví dụ anh em đấm được 1 triệu anh em sẽ đấm lên được 5% nữa là 1.050.000, chứ không phải là anh em chứ không phải là anh em tăng 5% chí mạng đâu, nó khác nhau hoàn toàn nhé. Tăng 5% chí mạng khác, mấy cả đấm tăng 5% chí mạng khác. Ôi mình lại bấm nhầm chat thế giới rồi, cải trang đầu khắc men đấy, cải trang này đi tàn gái đi quá tuyệt vời, nói thật với anh em luôn. Nói chung giờ ra cái cải trang này theo mình nghĩ là tuyệt vời, tuy nó không trâu hơn được tí nào nhưng mà nhìn rất đẹp, rất tuyệt vời. Có okay, cái cải trang cái này chắc tí nữa mình xóa, cam kết xóa.
bởi vì nó quá cùi, chả đem gì cả, cũng chẳng đẹp luôn. Nói chung là cái này chỉ mấy anh em chưa có cải trang đi úp, úp cải trang, úp ra cải trang. Ok, bye bye anh em nha, anh em nhớ like, đăng ký, subscribe cho mình nha. Ok, bye bye.